Tao lá chanh vô ok. Thế là tí đi kia mua mấy cái bánh tráng nữa thì chặt. Chưa tao ăn cái này rồi. Ngắt ngay rồi. Nhưng tao nói thật mày nhá, nhớ nhá. Của mày thì thật chốc lấu chỉ đổ hết cho chó. Nhớ nhá. Lại thằng nào ăn là thằng ấy là chó đúng không? Đã riêng lươn với rắn với mày chỉ đổ cho chó ăn. Tao mà làm món này thật luôn. Đấy, tụi mình bảo tụi mình là chó rồi đấy. Này, này nguy hiểm lắm kìa. Đổ hết cho chó ăn. Tao sợ xương của chó không có ấy. Thật. Nó nhai cả xương, cái thằng này nó ăn xương tốt lắm kìa. Đây này, bảo nhìn đây này. Nay nhà mình quay mật ong với cả nhà. Rồi chào cả nhà đây cái bạn ơi. Hôm nay bắt đầu vào khai thác vòng 2 cắn hoa cà nhá. Mình quay mật hoa cà vòng 2 cả nhà nhé. Hôm nay là 100% là hoa cà. Cái bánh mật này. Quay nguyên cả mặt cả nhà. Ghi hết nắp rồi nhé, mật già nhé. Cái cầu nhộng nhìn này kìa, hồng này nhộng vẫn ok luôn. Đấy, chúa nhà mình nhà mật nắp ghê, mật già luôn. Đợt này được hơn đúng không? Mật già luôn, đẹp luôn. Đợt hai nó ok hơn. Ok hả? Thôi trong này gãy nữa Lâm ơi. Cái bà đang đi nơi ấy mà. Bà đang đi nơi bao sao. Cái bánh sát còn phát chưa? Đó, cái mặt nó về. Có nhiều mà. Nói chung là biết sao nó đẻ nhiều quá nên không chỗ đổ lum hết. Nó không đưa lên được. Biết rồi, nó mới biết lắm. Nó không còn chỗ để đổ này. Đang vít này. Vít nắp mặt vào vít nắp hết. Cái này đẹp lắm. Cái chuột nó vẫn tốt. Cứ cho nó nhiều nước tí không ạ? Và hôm nay nó nóng lắm. Đừng để cho chảy cho cái khay được. Nào. Xì hết rồi cả nhà nhé. Cái nào mà nó ấy mà anh mới vô thì không, còn cái nào mà ấy thì em cứ rũ hết cho. Có mặt là lấy. Một số cầu anh mới vô đặt vừa rồi mới đây. Hoặc cái bánh tổ nó đẻ này là ok ha. Okay, đẹp rồi. Đẹp nó vẫn tốt. Nhưng mà không bằng của sư phụ được. Nói chung okay là đó. Hả? Ok đó. Của sư phụ mới ghê đúng không? Quay vẫn hơn em à. Sư phụ còn một chiêu chèo cây không bày nốt. Cho trò đó. Anh tổ, ông cho tôi nhờ sát ở đây cả nhà, vít nắp nhá. Mật già mình mới làm mấy ấy, mật này mật cà phê nên mình phải để cho già này luôn vì hàng bán sỉ á, bán lẻ á. Xì hết rồi cả nhà nhé, mật ông muốn lên xì lên nắp luôn rồi cả nhà này. Thấn vẫn đang về nhà cả nhà. Thấn vẫn đang về. Đây mình đang cua cầu lại. Đang cua cầu. Xì đi cả nhà này. Thấn mặt ra tay. Ok. Ok. Biết hết nắp rồi nhé. Thì lôm hết rồi. Ông sư phụ kia. Đây, anh em đang quay đây cả nhà. Đây mật đấy. Mật đi, đang chảy kìa, quay mật kìa. Cảm ơn đấy không? Mật đây cả nhà, đục vàng chóe. Mật đây, mật chảy cả nhà nhá. Mật đây này, ấy. Vào. Không ăn tay luôn này, ấy. Đó, mật thì đít nắp mà nó chảy ra này vàng chóe. Đó,
chảy thành sợi nhá, không phải nhỏ giọt đâu nhá. Mật thành sợi là mật ong ngọt như mật nguyên chất. Ngọt như mật ong. Ngọt như mật luôn. Xong rồi tao còn mớ phấn ở nhà kìa. Anh em đã vừa mới kết thúc bữa quay mà từ cả nhà. Nay 80 thùng. 80 82 gì đấy, được 5 can cả nhà nhé. 5 can mật. Đây. 5 can mật. 1 2 3 4 5. Bây giờ anh em lại chuyển lên chỗ chạy thằng bạn nữa. Vì số lượng ong mình nuôi ít ấy. Nên là phải quay hai chạy cùng một chỗ một lúc. Ông được cả nhà. Ông lá sao hết được lá kìa, lá môn kìa. Cái lá này xúc chứ. Bằng này lấy bằng đấy lá thì tôi tự chịu. Lá xúc cho nó sạch. Dao lên nó cũng sạch chứ mà có gì đâu. Nhúng vào nước sôi phát nên là bỏ xào thôi. Nước sôi nhiều tao lá chanh vô ok. Thế là tí đi kia mua mấy cái bánh tráng nữa thì chặt. Chưa tao ăn cái này rồi. Ngắt ngay rồi. Nhưng tao nói thật mày nhá, nhớ nhá. Của mày thì thật chốc lấu chỉ đổ hết cho chó. Nhớ nhá. thằng nào ăn là thằng ấy là chó đúng không? Riêng lươn với rắn với mày chỉ đổ cho chó ăn. Tao mà làm món này thật luôn. Đấy, nếu tụi mình bảo tụi mình là chó rồi đấy. Này nguy hiểm lắm kìa. Đổ hết cho chó ăn. Tao sợ xương của chó không có ấy. Thật. Nó nhai cả xương, thằng này nó ăn xương tốt lắm kìa. Đây này, bảo nhìn đây này. Đây là ông được cả nhà. Tây Nguyên là thì nó chỉ ăn cái loại này thôi đúng không? Đấy, ăn loại vớ vẩn này, ăn sâu bọ này. Đấy. Chào, đói nghèo không có tiền. Anh em thưởng thức cái món này. Giờ thì đó là chuyển chúng ông đi tiếp. Món này thôi các bạn. Đây, sữa chúa đấy. Thế còn anh em không nuôi ong thì không được thưởng thức cái món này đâu. Đấy, đấy ngọt này ngậy, úi giời. Tẹo nó dễ ứng, mình ngứa ấy. Tôi ăn cái này thoải mái. Thằng này nó ăn cái kia nó không dễ ứng, ăn này cũng dễ ăn kia. Đây, giờ ra ăn miết mà. Cái nhộng con nhìn nó trắng trắng nó giống như kiểu cái nước ấy ấy nhỉ. Sữa. Con cánh bướm nó ở cái muồng ấy, con muồng ấy. Trong muồng ấy. Cái con đấy ngậy hơn cái này, nhưng mà nó sữa nó không bằng con này thôi. Cái con đấy ngậy. Đấy, anh em vừa mới quay mặt xong cả nhà. Thì bây giờ tự giác vào trong bếp nấu ăn luôn. Thì trong buổi trưa hôm nay thì tụi mình có làm cái món gà luộc, lẩu lươn và lươn xào chuối cả nhà nhé. Đây, lươn xào chuối ở cả vỏ này. Xào ăn nó giòn. Mới nhộng ong. Nó còn mình trúng nước xong bắt đầu mới xả. Cái này là cái chả của con rắn. Chả rắn này thì bữa hôm đi tưới cà thì tụi mình có bắt được một con rắn tầm khoảng ký hơn ký ấy. Tụi mình xay ra làm chả. Và đây là món lươn xào om chuối này rồi ở tại nhà này. Lươn om chuối này. Thì anh em vừa mới quay mặt xong bắt đầu mới vào, bây giờ bắt đầu nấu. Thì hôm nay tụi mình làm cái món lẩu thì lẩu lươn thì có cà đắng sắt thành tư, rau cải, hành. Cái này là tẹo nó xào vào cái xoong này đi, tại vì cái này là cái quả chả rắn ấy, có muốn xào là phải rửa. Này đã xanh rồi, bắt đầu mình đổ cái chuối này vào. Chuối này vào bắt đầu cho nó đều, cái nào bắt đầu lại bung luôn. Kéo nó chín, cái này nó tròn. Này bà nấu, bà cắt cho cái này vẫn hơi dày, cái càng mỏng ăn càng ngon. Dòng ven luộc nó có gì đâu. Dòng ven luộc, dòng nước luộc ấy. Tôi mượn cái này mà. Cái gì? Cái xoong á? Cái này là cái đoạn qua, đổ nước ra mà. Đổ đây. Đổ cái gì? Đổ cái đầu ghe vào đây. Cái này vừa cái đĩa này. Cái đĩa đựng cái này sạch mà. Đó. Đây. Đây là nó xoong rồi. Anh em thì vừa mới đi về sau đây cả nhà này. Mình hang mình phải về trước để nấu ăn. Anh em về sau. Bà thì cũng giúp mình nhưng mà bận cua con của em.
nó xuống chơi, xuống ngày hôm nay 18/3 thì vợ chồng nó đi chơi, nó gửi cháu, mà bà trông con, bà trông con cho nó, còn anh em thì phải chơi sở luôn. Món này là món lươn xào chuối, nhưng mà con chuối đấy cả nhà, nhưng mà chuối này thì mình không lấy ruột, lấy phần vỏ. Cái gì? Nói xấu cái gì? Là nói xấu cả nhà này. Đã cao nói xấu. Bằng trà xong đâu, bằng trà xong rồi đâu rồi. Cái gì? Bằng trà xong ở chỗ bên hông chỗ Vũ ấy. Có rẻ mà. Đây là bên kia. Quay ông thì như thế này này. Đây cả nhà. Đây là con nước này để cho nó mát ruột. Đó. Anh em buổi trưa uống đấy cho nó mát mát. Đá mua đủ cho em bỏ đấy vào chưa? Đá mua chưa? Này anh em mình có 6 người làm, 6 người quay. Anh em thì cứ thường thường bổ công với nhau cả nhà. Đá ở trên em. Đá vừa lấy về đây. Thôi cho, ôi xôi rồi, được rồi. Được rồi. Hồng ơi, bê cái này xuống, bỏ kẹo là thế này. Ờ, ông lấy một tô cái nước hết, chưa thử nước mặn lên nhà. Úi trời ơi. Ủa? Úi trời ơi. Dài quá ra rồi. Trời ơi, tắt. Đậu hầm đâu? Đây này. Đây được rồi. Ngon này. Ngon. Đấy rồi. Chưa, mới về đây mà làm đây. Đây là món lươn xào, món chuối cả nhà. Còn bây giờ tụi mình sẽ xào cái món ong. Nhộng ong. Chả chiếu lên bên chiếu trên nhà ấy Đảng ơi, quạt quạt sang cho mát. Chanh ở đâu? Chanh bên hông nhà. Thấy cái chanh không? Chanh gì? Lâm ơi, đi vào được cái lá chanh nhá. Cái này phải nhanh. Tất tuốt thần tuột các bạn, ai cũng phải xuống bếp để làm. Chứ không ai cũng biết làm hết. Rồi, bên đây đi mọi người ơi. Bên đây anh em mình chiến thôi, chứ không để đói. Vòng quay này mới vào quay đặc biệt đây này các bạn. Vòng này là vòng thứ 2 mùa vật mật cà cả nhà nhé. Cái này sao gọi không? Đúng rồi. Ôi, tỏi nhà con ở đâu? Tỏi trong đây. Trong cái rũ hành luôn đấy, đây kìa. Bê bê dọn đồ đấy mọi người ơi. Rồi, anh em đã nấu xong rồi cả nhà. Thì giờ bắt đầu vào bữa đây. Mời cả nhà mình cùng dùng bữa trưa với anh em nhé. Chắc lao đi. Có kia rồi. Mời cả nhà mình nhá. Thôi. Con không sao, hai lòng chửi ba lòng cũng buồn thế là xong. Thôi anh em dùng bữa đi. Con được cả cho em lấy này. Này, bỏ đi. Mày uống nó ngọt, nó uống miếng đá gì mày? Mày có
Bỏ bia đi cô xuống. Bỏ bia đâu rồi? Ô, cua ơi. Đang thích cái nó mà thớ được cả lông cây à? Nó đổ cái kia xuống đây. Bác chưa? Bác đi lấy cơm cho con ăn. Đây. Nha. Một xin ra. Thôi, nhà thanh niên sao lại nằm cái đấy à? Mới rồi đây. Chết, 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 chết được không chú cũng sao vậy? Chơi em chơi bữa nước này. Rồi, bỏ. Ok. Đúng chưa? Đột kia xíu xuống chậm thế là ăn đấy, ăn hết mẹ. Ôi, quên đi. Rồi, mời anh em nhá. Chúc mừng đó. Sơn. Cái chai đấy. Cái chai đấy. Đánh gì chưa ăn đã đánh lên quân. Ê. Bị xong thế thì dẹp ra không được. Ha. Mẹ bắt được. Mẹ còn đi xin đến ăn cái hàng xíu nhỉ. Mà trước thì lâm được mấy can. Chắc được hơn can rồi ạ. Đàn nào cũng đi. Thế là dần 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 dần. Bỏ đi. Cầm cung cái này. Ừ. Tới tới mà. Tới 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 từ từ. Này không lên bỏ lên thì bắn chết luôn đấy. Tao luôn 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 đây. Bà chưa cơm con nhá. Đi cơm con đi em. Đưa đây bà xới cho nào. Dạ đã, đồ ăn đi đâu. Đồ ăn nhiều cơm bán. Đâu cần cơm đâu. Ăn cơm chứ. Cháu ăn cơm chứ là sao mà ăn được. Cho chúng nó chạy tranh bữa đấy. Chúng nó ăn nhiều đấy. Bà đây là. 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 Bà
mẹ cháu này cháu cắt cái bàn nữa. Ôi, hai thằng cháu bay lại nó múc cái bắp lên thằng đó. Không có bảo cho anh em cháu chắc cơm, anh em quá trả hả đấy. Cái làm gì đâu mà quá trả, về còn vẫn phải làm thêm. Không, đâu có hai thằng, chú ông là gà, nhà. Chẳng qua cho nó có, nó vui. Cái này, nó gửi nó đi chơi mùng 8 tháng 3 này. À, nó bắt lên từ sáng. Ngoan đấy nhỉ? Thế này. Ông Huế. Vâng. Anh để chết chị ra. Đây còn chuyện này. Thế này. Anh chết luôn, nó còn chạy. Đây còn chuyện gì vậy? Em mình có phải mua rác à? Không. Đâu. 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 Quất mới vác được một chút. Hết chưa? Trong hết luôn rồi. À, chưa. Tốc biến này nó chỉ... Cái này chưa uống bia à? Cái này chưa nhá. Ngọt uống gì hết thì bia. Bi bom bắt thức ăn mà ăn. Ngon đấy. Thơm đấy. À con uống hả? Rõ ràng lúc mình ở dưới nhà Lâm mình bảo là lên làm. Không nhớ gì luôn. Đây là cái đấy là khoảng này. Ôi mẹ. Mày cứ thử á. Ừ, ít ơi, ít. Ít tăng nhiều, ăn nhiều quá nhau. Ăn nhiều đã được một cái cà con này. Đó là cà con này. 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 Cà con anh chạy không quen cái này con ạ, không quen cái nhỏ ra là ngon này, ngon không? Để tới thôi, sửa nó còn mềm, con to ra quá anh chạy nó khô, còn đau không? Ngon không? Súc vào anh rất nhiều lắm, ngon đấy hả? Chán này bắt bao nhiêu luôn, xử lý bao nhiêu? Người chán này, cũng biết, nhanh còn kịp. Thì đéo được con kia. Cú lại anh em bắt mình nhảy. Ăn xem ngon không? Có tốt đến, có tốt đến thì mai chúng ta bắt ăn một xào, thấy không? Nốt tròn. Bảy giờ nó cháu đi ra ăn nốt tròn. Gì nốt, quen. Có cái hổ quay vào ai rổ. Cứ mặt ấy mà nó cứ đạt đạt nhờ nó trả ra. Mình chẳng lớp nhìn đảo được người khác. Mình nói qua một thời gian nốt lại. Biết không ngày mô mình thấy hố là thử cho ngon không? Đấy, đấy, đấy. Đâu? Đâu nào? Đây, đây. Anh cứ thử đấy. Trời ơi. Cái này, con này nó không ngậy bằng con nhổ đấy. Mùi nó mùi tôi mùi. Mùi nhổ thôi. Mùi nhổ ăn nó ngậy lắm. Cái này nó làm cái dao nó khô. Có lần kia là nó bột nhiều nhỉ? Con này ăn ăn hay nhiều chất hơn thằng sâu màu dế. Nhưng mà thằng màu dế nhiều bột hơn. Nó chắc thôi, cái này là nó sữa nó mềm chứ. Thế mà mới trào cho nó săn tí ăn mới dễ. Còn chất thì cái này là chất hơn. Chưa biết đâu.